Hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kỹ thuật mà mình bón phân cho cây và vào cái thời điểm nào để thích hợp cho cây trồng hả các bạn, và cái loại phân nào. Thì hôm nay Thomas sẽ hướng dẫn các bạn cách bón phân cho cây apple. Đây là cái cây apple của mình ha, mình trồng được 2 năm rồi. Thì bây giờ cái lượng phân và cái lượng đất ở dưới phôi cây á, nó đã hút hết rồi. Bây giờ mình phải vô phân mới. Thì trung bình thì khoảng 2 năm thì các bạn bón một lần. 2 năm hoặc 3 năm thì các bạn bón một lần thì cho nó tốt thôi các bạn. Thì bây giờ Thomas sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ép cách bón phân ha các bạn. Thì đầu tiên thì thôi các bạn hãy làm theo trình tự theo mình đi, mình sẽ chỉ cho các bạn nhẫn nhé các bạn. Thì cái cách bón phân cây này thì cũng dễ thôi chứ không khó gì. Nhưng mà mình cần phải làm theo trình tự ha các bạn. Rồi, mời các bạn hãy xem theo mình ha. Đây là cái gốc khê cây của mình ha. Bây giờ mình bắt đầu mình đào xung quanh hết cái gốc đó các bạn. Đó, bạn thấy ha. Thì mình đào xuống thì khoảng các bạn đào cho mình khoảng xuống 20 hoặc 30 cm ha. Coi như là khoảng hơn một gang tay một tí xíu ha, một gang rưỡi tay. Thì cho cái độ sâu của nó rồi dạ, bốn gốc luôn các bạn. Thì cái này cũng rễ nó cũng chưa đang đâm ra đó các bạn. Thì mùa này thì rễ nó ngủ rồi thì mình tha hồ mình làm không sợ chết cây, mà để cho kịp cái mùa đông ha các bạn ha, mùa hè sắp tới ha. Thì các bạn làm xung quanh đó, đào xung quanh theo mình ha. Rồi giờ mình bắt đầu làm ha các bạn ha. Hôm nay mình cũng đi xin được một ít đầu cá đó các bạn. Cái đầu cá này thì các bạn thấy không? Bên đây họ ăn cá phi lê không mà còn cái đầu họ bỏ các bạn thấy không? Đó thì mình ra mình shop Việt Nam, mấy người giờ bạn Việt Nam thì cũng giúp đỡ nè. Đó, họ phi lê cá ra xong rồi cá mấy cái đầu này bỏ hết. Đó, bây giờ mình lấy cái này. Mình làm phân thì mình thì đầu tiên ha, bây giờ mình hướng dẫn bạn tiếp ha. Sau khi mình đào xong khoảng độ sâu là khoảng 30 đó, như hồi nãy mình nói các bạn đó, thì bây giờ mình bắt đầu mình cho phân xuống. Thì trước tiên á, thì hồi nãy mình cũng cho các bạn xem là mình quay các bạn xem đó là mình mới ra chợ Việt Nam á, thì mình cũng xin được một ít cái đầu cá nè các bạn. Đó, đầu cá phi lê, cái họ bỏ cái đầu với lại xương nữa nè. Ở đây tây nó không ăn mấy cái xương, thấy không? Các bạn thấy không, cá đẹp không? Đó, đầu cá gì nó bỏ hết rồi. Đó, xương nó không ăn. Thì bây giờ mình cũng xin về rồi mình bón cho cây. Đó, bây giờ mình cho xuống ha. Thì các bạn trước tiên các bạn cũng cho xuống hết giúp cho mình hết vòng vòng quanh gốc đi. Cái phân này tốt lắm các bạn, phân tự nhiên luôn á. Đó, các bạn thấy không? Quá trời đã không? Đó. Rồi, mình cứ cho vòng vòng. Nó sẽ thấm, nó ăn lâu ngày. Mà mùa này nha, các bạn nhớ nha, mùa này thôi nha, cái mùa hè được ăn xuống nó rùi đâu không à, nó cũng dơ đó, thấy không? Chỉ cái mùa này là các bạn xuống là ok. Ghiền chưa? Đã quá các bạn ơi. Rồi, đó, một bên ha. Tới bên kia có một thùng nữa các bạn. Ê, bên đây nữa nè bạn. Bên đây nữa các bạn, mình cho luôn. Đó, đã chưa? Không sợ chết cây nha các bạn. Cái này nó ăn được mấy năm đó, cái mình làm tới mấy năm được. Rồi. Các bạn ban điều nó ra nha, nhiều lắm, mình làm bỏ nhiều lắm các bạn.
thì mình xin được 2-3 xô lận, thì họ cũng thấy mình họ cũng đổ rác chứ không có làm cái gì cái này. Bây giờ mình chơi tự thẳng luôn. Rồi bây giờ xong cái này thì bây giờ tới cái phần nữa. Tôi mệt cũng xin được ít chuối nữa các bạn. Chuối và trái apple nữa. Thả vô luôn. Cái phần này nó cũng đã làm phân tốt lắm các bạn. Lê đó, mấy trái cây mình cho vô luôn các bạn. Cây này cây ăn trái nên mà mình cũng không cần, lâu lâu mình mới cho phân một lần chứ mình cho nó thúc đẩy cho nó đi nhiều nhiều vô các bạn ha. Ấn cho máy này nó ra nước luôn các bạn. Rồi sau này mình sẽ cho thêm một cái, ở đây là thu mạch cũng hướng dẫn cho các bạn xem, đây cái là cái vòi nước để mình tưới ở dưới nha các bạn. Tại vì mùa hè cây nó rút rất là mạnh ha, nó cần nước rất là mạnh, nhưng mà mình tưới thì mình tưới vô cái vòi này thì nó sẽ lan khắp hết cái này cũng được rồi các bạn ha. Sau khi mình bỏ vô cái này các bạn thấy không, thì bây giờ mình cho một lớp dăm cây nha các bạn, đừng cho đất nha. Mình chỉ có cho một tí xíu đất thôi, ít đất thôi chứ mình không cho nhiều. Đây là cái dăm cây ha, mình cũng bỏ vô luôn các bạn. Cái này cái dăm cây mình ủ lâu ngày nó cũng quay mục rồi đó. Đó. Đó, cho dăm cây thôi. Đó. Rồi xong mình ban ra nha các bạn. Ban ra đều. Cái đất của mình á, lâu ngày nó cũng thành đất sét. Nhưng mà cái dăm cây này mùa mà muốn mà nó thành đất sét á thì nó cũng rất là lâu. Nó giai đoạn rất là lâu. Thì các bạn cứ tính đi, nó khoảng mấy năm nữa thì mình cái dăm cây này mới thành đất. Và đất thì sau này nó sẽ thành đất sét, nó cũng lâu lắm. Đó, nó làm đất thôi, thành đất thôi các bạn ha. Rồi, nó sẽ tơi xốp ra. Rồi sau đó mình bỏ thêm một lớp đất nữa, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Cái này để là đó, mình che đây. Sau khi đó mình đã cho ấy rồi, mình đã, giờ bây giờ mình cho thêm một lớp đất lên các bạn thấy không? Lớp phân lớp thì hôm nay thu mệt cũng mình cũng xài cái loại đất gọi là đất compost nha các bạn. On purple của hệ hiệu của Rigro Organic Compost ha. Thì cái đất này thì nó trồng cho rau củ quả ha. Đó, củ cũng được, rau củ quả nè. Đó, thu hoạch hết. Thì cái này gọi là bút soi ha, bút soi. Thì nó có độ đất tơi xốp nè, và giúp cho phát triển lá nè và rễ nè, và cho trái ha. Các bạn thấy không? Đó, nó cho cái dành cho trái cây nè ha. Thì tay nó không biết thì nó cũng là để cái những bạn tay bên đây không biết thì cũng để cái coi như là để cái hình đó cho mình dễ thấy đó các bạn. Nè. Thì các bạn nếu mà tiếng Anh mình cũng không đành thì mình cứ ra đây. Nè, cái này cho plant nè, cho veggie nè. Là cho rau quả nè, đó. Thì nó sẽ tốt cho lá nè và cây nè, tơi xốp nè, ok. Đó. Thì trong đây đất này nó cũng đã có độ dinh dưỡng rồi, nhưng mà mình đã tạo thêm một cho, bây giờ mình cho cái lớp đất này lên trên mặt ha các bạn ha. Đó, rồi để sau này nó sẽ xẹp xuống, rồi mình tưới lên xong nó sẽ xẹp xuống là vừa ha. Sau khi mà mình đã thu mạch đã cho cái lớp cây lên rồi đó các bạn, thì bây giờ thu mạch sẽ cho thêm một cái đất vô để mình phủ lên trên mặt cái đây. Thì cái lớp cây á thì để cho cái nhiệm vụ là để cho nó giữ ẩm đó, nhưng mà mình thì mình tiết kiệm thì mình xài thế cái đó thôi chứ
cái bao đất này nó cũng tốt lắm bạn. Đó, bạn thấy không? Đất này đất phân đó. Nếu mà các bạn ra ngoài mua thì cái bao này cũng phải 10 đồng ha. 10 đô la đó các bạn. Ở đây Thu Mệt chỉ có xài đất organic thôi nha các bạn. Đó, 10 đồng 10 đô la là tính ra 160.000 mà có một bao này thôi. À 180.000 có một bao này là xíu. 20 lít rồi. Rồi. Rồi các bạn ban cái đất này ra cho mình nha. Ban cho nó đều ra. Ở dưới là nó đã đầy đủ rồi nhưng mà mình muốn lớp trên nha. Sau khi mà xong như thế này rồi ha các bạn, thì Thu Mệt cũng có một ít cỏ khô á các bạn, và dăm cây còn lại thì các bạn Thu Mệt cũng cho vô lên luôn các bạn. Rồi sau khi các bạn làm xong hết rồi, cái bước kế tiếp là cuối cùng là các bạn tưới nước cho mình nha. Tại vì mùa này thì những cái cây apple, cây lê, cây táo gì đó là nó ngủ hết rồi các bạn ha. Rồi, nó rụng lá. Nếu mà cây apple nào mà còn đeo lá mà lá còn tươi là những cây đó không tốt nha các bạn. Còn nó rụng lá là tốt nha các bạn. Thì để nó ngủ rồi này lá nó rụng luôn, thì để mùa xuân bắt đầu nó phát triển ha. Thì bây giờ mình tưới nước xuống. Các bạn tưới đều cho mình ha. Thì mình cũng có cái lỗ này thì mình cũng tưới cho đây luôn. Tưới cho nó đều ra, cho nó lan ra ở dưới luôn các bạn ha. Thì cái phân cá mà nó quay ra thì cái rễ nó sẽ phát triển mạnh hơn. Tại vì cây lâu ngày quá Thu Mệt cũng không có thay đất cho nó. Đây các bạn thấy không? Cây apple của mình nó cao chơi hơn 2 mét rồi các bạn. Đó, rất là cao ha. Nhưng mà bây giờ thì cây nó rụng lá hết, nhìn thấy như là cái cây củi khô ha. Thu Mệt cũng đã trình bày với các bạn các bước để mình vô đất cho thay đất cho cây phân, thay đất và vô phân cho cái cây apple của mình ha các bạn. Thì Thu Mệt cũng đã trình bày cho các bạn xem, thì các bạn nếu mà các bạn ở Úc hay là ở nước ngoài thì cái đầu cá thì mình thấy nó dễ quá các bạn. Mình không phải đi mua đâu các bạn. Thì các bạn cứ ra shop tá cá rồi các bạn xin thì họ sẽ cho thôi. Thì họ còn năn nỉ mình lấy nữa đó. Mình lấy đi họ còn happy lắm. Thì rất là vui vẻ. Thì mình cũng vừa trình bày với các bạn xem xong các bước. Là mình xài cái phân cá và ít trái cây dăm chuối và chỉ có dăm cây thôi. Để mình bón vô cái cây apple của mình ha. Thì hy vọng là năm sau là nó sẽ tốt hơn. Tại vì hiện tại là các bạn nên nhớ là cho mình là không thì các bạn nên thay đất và vô phân cho những cái cây như apple ha, lê đều các bạn, táo tàu, đó là những cái cây đó là các bạn nên vô phân vào mùa đông ha. Còn để cho mùa hè nó phát triển thì mình cũng trình bày cho các bạn xem các bước mình đã vô phân và mình thay đất cái cây apple ha. Thì mong rằng các bạn phải thực hiện theo mình và chúc các bạn thành công. Thôi video mình đã dài rồi, mình xin dừng clip ở đây ha. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau. Mình sẽ làm thêm nhiều video khác cho các bạn xem ha. Bye bye, xin chào tất cả các bạn.